đó hay là sau khi làm một cái hoạt động gì hay là một cái việc đặc biệt gì. Sau khi hỏi đau hết xong, mình sẽ vô hỏi từng triệu chứng. Thứ nhất là bệnh nhân khai đau thì mình sẽ hỏi cái tính chất của đau. Đầu tiên là bạn mình sẽ hỏi vị trí, tức là mới đầu đau thì bệnh nhân đau chỗ một chỗ nhất định nào, hay là vô cái là sẽ đau toàn bộ luôn. Sau đó mình sẽ hỏi cường độ đau mạnh hay là đau ít, và tính chất cơn đau là đau liên tục hay là đau hoặc cơn đau nhói. Mình sẽ hỏi thêm các yếu tố là tăng giảm đau. Sau đó mình sẽ qua đến triệu chứng bệnh nhân khai là ói, thì mình sẽ hỏi các tính chất của chất nôn. Ví dụ như là bệnh nhân ói thì chất nôn là gì, rồi là ói khi nào, mối tương quan với lại bữa ăn, và mình sẽ hỏi thêm mối liên hệ giữa đau và ói, giữa đau bụng và ói có sự liên quan gì. Ví dụ như là đau xong bệnh nhân muốn ói, hoặc là ói xong bệnh nhân mới đau, ói xong có hết đau hay không. Và mình sẽ hỏi thêm các yếu tố tăng giảm cái triệu chứng ói của bệnh nhân. Sau khi hai hết đến hai cái triệu chứng của bệnh nhân hai và làm cho bệnh nhân nhập viện, thì mình sẽ hỏi những triệu chứng khác. Ví dụ như bệnh nhân có dấu hiệu sốt hay là bí trung đại tiện. Quan trọng nhất là cái bí trung đại tiện thì vì tụi mình đang nghi ngờ về tắc ruột. Và sau đó mình sẽ hỏi bệnh nhân có đau cổ khác hay không. Tiếp theo mình sẽ hỏi về tiền sử những bệnh hội ngoại khoa của bệnh nhân. Bệnh nhân có mổ gì trước đó hay không? Nếu như có thì mình sẽ nghi ngờ vấn đề tắc ruột do bị dính. Sau đó thì mình sẽ vào bước khám. Đầu tiên sẽ là khám tổng trạng trước. Mình sẽ nhìn tổng trạng để xem bệnh nhân có bệnh lý nhiễm trùng. Môi dơ, lưỡi dơ môi, này kia khô, nét mặt lơ mơ hay không. Thì vì tụi mình sợ là khi mà bị tắc ruột thì sẽ lâu ngày sẽ gây ra bị viêm phúc mạc. Và coi là bệnh nhân bị sốt hay không, những dấu hiệu sinh hiệu. Tiếp theo tụi mình sẽ vào bước nhìn. Nhìn bụng thì tụi mình sẽ cố gắng chú ý những cái dấu hiệu chân của tắc ruột, ví dụ như là dấu rắn cò, dấu quai ruột rỗi. Cái đó là đặc trưng của tắc ruột cơ học. Sau đó mình sẽ nhìn da riêng. Tại vì ngoài tắc ruột ra, tụi mình còn sợ một cái bệnh lý về liên quan đến gan mật. Đôi khi thì nếu như mà gan mật bệnh nhân bị vấn đề thì sẽ không tiêu hóa được, thì bệnh nhân cũng sẽ bị chú và cũng sẽ có ngăn nôn ói. Thì tụi mình sẽ khám như là coi bao bị vàng da hay không, có phù và có dấu hiệu phù ở dưới chân hay không. Tiếp theo mình sẽ tại vì bệnh nhân khai là đau khám ở sâu cả bụng, nhưng mà tụi mình vẫn muốn biết chính xác là tìm một điểm đau nhất bệnh hay là một điểm đau cơ bản nhất rồi nó mới lan ra chỗ khác, thì mình sẽ cố gắng tìm điểm đau nhất bệnh đó và sẽ làm những phản ứng dội hay đề kháng để phát hiện ra cái dấu hiệu viêm phúc mạc có hay không. Sau đó thì mình sẽ gõ để xác định coi là cái chứng bụng của bệnh nhân là được dịch hay khí nhiều. Và cuối cùng tụi mình sẽ nghe để coi xác định coi có nhu động ruột hay không. Tại vì nếu như mà tắc ruột cơ học thì nhu động ruột sẽ tăng nhiều, mà nếu như mà tắc ruột cơ ngắn tức là ruột đã bị liệt rồi, thì lúc đó thì ruột không hoạt động nữa. Cuối cùng thì mình sẽ cho bệnh nhân các tật lâm sàng, ưu tiên nhất là chụp X quang. Tại vì cái tắc ruột thì X quang là ưu tiên, sẽ phát hiện ra nhanh. Sau đó thì mình sẽ cho những cái phụ, ví dụ như là ống hút máu để coi có nhiễm trùng hay không chưa, và nếu như cần thiết thì bật CT, nhưng mà tụi mình nghĩ là không cần thiết. Và nếu như mà quan sát cái hình mà mấy bạn thấy bệnh nhân á, thì là đang có thông mũi dạ dày, đặt xong mũi dạ dày, thì đây là cái phương pháp điều trị bảo tồn giai đoạn đầu cho cái tắc ruột. Thì mình nghĩ là ca này chuẩn đoán sơ bộ là tắc ruột. Lúc phòng khám thì mình nghĩ đây là bệnh nhân nữ thì khám bụng thì mình nên bổ sung phần cuối cho chắc ăn là khám trực tràng với lại khám âm đạo. Cái nhà một mình á thì em tự động thì mình vô cái này đó, cái mình yêu tiên kỹ nhất á thật ra là nghiêng về nghẹt ruột, tại vì thắt nghẹt ruột, tại vì á là ở cái cơn đau này á nó một cái thức rất là đau quặn bụng, bệnh nhân là đau quặn bụng liên tục luôn, tại vì nếu như họ đau quặn trực cơ á thì nhiều khả năng nếu mà tắt ruột thì, nhưng mà ở đây là kéo dài như vậy. Nó sẽ là cái gì đó mình có thể kẹt hơn, tắt thì đúng không? Nó sẽ dẫn tới là đau liên tục, nhưng mà sau đó mình sẽ có cái gì đó một cái gì đó
đó là tình trạng đấy là nhóm có tình trạng trẻ. Tại vì sao? Bởi vì mình sẽ đi cho tình trạng nữ thì người ta sẽ có một phụ là không có sử dụng, cho nên là mình sẽ nghi ngờ là không biết nó có vấn đề liên quan tới trẻ bị viêm tai bò. Bởi vì lúc đó nếu như nó có vấn đề liên quan tới viêm tử cung hoặc viêm tai bò thì lúc này đó nó sẽ có một hiện tượng đó là dường như nó sẽ thắt khí vô và từ đó bụng nó cũng hay thiếu được khí vô và nó cũng sẽ đau bụng. Và nhiều khi nó cũng thì khác hormone một âm đạo dị dạng thì cái phần âm đạo đó nếu như mà mình không xác định mình thấy có gì bất thường trong cái lòng ruột chẳng hạn dị dạng á thì mình sẽ còn biết được tính chất phân nữa, cho nên mình thấy đây là một cái phát khám rất cần thiết. Thứ hai nữa là mình sẽ đề nghị là ngay cái lòng ruột là mình có nói rồi, mình sẽ khám để thấy là bụng đó là bổ sung thêm của mình. Anh thứ một không? Như hai nãy giờ là rất hay ha. Nhưng mà cho anh hỏi bài hỏi thêm gì nữa ha. Em muốn bổ sung cho bạn là thứ nhất là bệnh nhân đã được 52 tuổi rồi, tức là mình nếu như bạn suy đoán đến là tắc ruột thì mình phải nghĩ đến là cái nguyên nhân gì dẫn đến tắc ruột. Thì nếu như bệnh nhân lớn tuổi thì mình không thể loại trừ là bệnh nhân bị ung thư, mình có thể sẽ hỏi về tiền căn về gia đình. Và thứ hai là đau quặn này á, thì mình cũng có thể nghĩ đến là viêm tụy cấp. Viêm tụy, tại vì cái viêm tụy này nó cũng là mình cũng là bị đau quặn và mình cũng có thể gây ra ói và trướng bụng như vậy, cho nên là mình nghĩ có thể là hỏi về cái bữa ăn trước đó của bệnh nhân. Ai là không nhìn không? Cái ca này đưa ra ha.
rất là hố, các em lập luận một chút ha, một chút. Rồi bệnh nhân nữ ở cái tuổi này ha, ở cái tuổi này có đau hoành bụng, có liên quan tới vấn đề hói bụng chứa và khởi đầu đau bụng ha. Cái triệu chứng đưa ra cũng y chang như nãy giờ, rất là nhiều nè, rất nhiều nè. Như đây chưa chưa nói được hết một gì hết, chưa nói được gì hết, thì sau bởi vì nhiều nè quá nên anh mới đưa cái hình này, mới đưa cái hình này tiếp theo ha, hình tiếp theo cái hình này ha, bệnh nhân nữ đây ha. Bây giờ các em hãy nhìn sắc diện của bệnh nhân này, bệnh nhân này nhìn rõ ràng không phải ha. Thứ nhất bệnh nhân không khỏe ha, mắt nó bên hơi trũng rồi, cái vẻ rất là đừng ha, cái vẻ rất là đừng. Nếu sau này anh khám mà anh thấy những cái mặt dày cộng với còn người ta sẽ tiếp xúc mình nữa, đây là của vấn đề nhiễm độc, đây là khuôn mặt của nhiễm độc ha, nhiễm trùng nhiễm độc á, mà hiện tại đang bị nhiễm độc đó. Cái thứ hai ha, cái hai đưa ra nữa ha, cái hai đưa ra nữa là bệnh nhân này có đặt cái hốc dạ dày ha, nghĩa là hốc dạ dày. Lý do như đặt hốc dạ dày thì có lẽ là do cái nguyên nhân này ha, bị hỏi bụng chứa lên ha, nên bác sĩ lúc đó nghĩ là nhìn tắc bụng nên đặt cái hốc dạ dày. Rồi quan trọng nhất của cái hốc dạ dày này là cái gì? Cái thứ nhất là cái túi này là căng tròn, đúng không? Cái túi là căng tròn, nghĩa là trong đó chứa rất nhiều tinh, chứa rất nhiều tinh. Bệnh nhân bị ứ khí ở bụng, ứ khí đặt cái hông như thế dài mà ra rất nhiều khí vậy, nghĩa là cái bụng bệnh nhân bị ứ khí nó mới tràn ra ngoài. Cộng thêm nữa, nếu ta nhìn kỹ cái màu á, bình thường nhịp dạ dày nó màu gì? Trắng đục, trắng đục, hoặc cùng nó có gì màu, nó có gì màu, hoặc là dạ, hoặc là dạy đầu lần. Hiện tại cái ca này nó không chảy ra màu trắng đục ra lần, mà nó chảy ra cái màu vàng, vàng đục. Cái này được xem là giống như là trào ngược dịch tiêu hóa từ ống ruột non ra ngoài, nghĩa là cái đường dưới nó bị đứng bế tắc hoàn toàn rồi, nó cứ trào lên trên vậy. Bế tắc này, cái ca này là cái trong như là một cử nó có người làm đấy, nó trào phân ra ngoài, trào phân ra ngoài nghĩa là cái bụng bệnh nhân nó bị ứ tiền, bụng nó bị nó bị ngoài. Rồi nhìn cái bụng bệnh nhân một chút, nhìn cái bụng bệnh nhân một chút. Rồi bụng bệnh nhân có cái bát tan, cái bát này, thằng này nó không phải là cái máy này thôi, nhưng mà cái bụng bệnh nhân này nó chứa, nó chứa. Cái bụng mà nó chứa ha, mà nó chứa, mà chứa thấy được vậy chứ không, chứ không nhiều mà bụng bệnh nhân lại ấn sâu ra bụng thì chuyện gì lại thấy ra. Nên hồi nãy bạn nó nghĩ tới vấn đề viêm phúc mạc viêm tụy là hợp lý đó ha. Nên bạn nãy bạn nghĩ viêm phúc mạc viêm tụy viêm tai bòi là cũng hợp lý đó, thấy bụng chứa không nhiều mà bệnh nhân đau bụng cả bụng luôn, nghĩa là có hội chứng viêm phúc mạc, đúng không? Có hội chứng viêm phúc mạc, vậy cái gì là cái viêm phúc mạc? Cái đường có chết cái lưỡng mạc hay cái đường bị rỗng cái lưỡng mạc hay là dịch viêm tụy cái lưỡng mạc hay là dịch phần phụ lên lưỡng mạc hay đường thừa thể cái lưỡng mạc, cái chuyện gì xảy ra ha, gì xảy ra? Rồi bụng chứa có thể xảy ra cho những người rất nhiều bệnh ha, bụng chứa có thể có bệnh, nhưng quan trọng nhất ở đây là cái triệu chứng bệnh nhân đã từng xuất hiện triệu chứng đau quặn, đau quặn nghĩa là ống tiêu hóa đi không được. Đau quặn nên gì đó, ống tiêu hóa đi không được ha. Chứ nếu trước đó mình không đau quặn mà bệnh nhân đau liên tục hay đau mơ hồ là sau đó tự đau dữ dội lên á, thì đó là một tiếng khác, đau mơ hồ sau đó đau dữ dội lên có chuyện một thừa đó ha. Còn nó mới vô cái đau giống như đau chưa xét đánh đau do lâm rồi đó, đó là hỏng, đúng không? Cho bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng đau quặn chứ đau quặn là có ống, nghĩa là triệu chứng có ống tiêu, cái ống tại cái tạng động nó bị nghẽn, tạng động bị nghẽn mà bệnh nhân trào phân ra ngoài luôn, nghĩa anh nghĩ là ống tiêu hóa, ống hóa, ống tiêu hóa mà bệnh nhân bị chứa được không nhiều, suy ra là ống tiêu hóa là thực non, chứa được được. Đó, mình có được đây, chứa nhiều á, nó sẽ là ruột già, bệnh nhân mà chứa không nhiều, đây. Bệnh nhân này có cái vết, ha, có cái vết tâm ở trên cái bụng này nè, ha. Bởi vì bệnh nhân có cái quả siêu âm nó ra là có gì đó bụng nên nên người ta mới mà tình trạng bệnh nhân đang nhiễm độc. Alo, nghe được. Bởi tình trạng bệnh nhân đang nhiễm độc, ha,
thời gian để cho bệnh nhân mình đã làm xét nghiệm nó không nhiều nữa, và bác sĩ đang nghĩ là bệnh nhân có tình trạng cấp cứu. Và thêm cái nữa, trước đó bệnh nhân đã được có siêu âm, có siêu âm là có dịch trong bụng nên mới xuất hiện cái vết này, đã là người ta chọc để đây. Thầy không đủ thời gian làm xét nghiệm CT hay gì hết á, mà bệnh nhân đã có vẻ nguy kịch nên người ta quyết định là phải làm ngay nhanh, nên ta quyết định ca này chọc vỏ bụng nên mới có vết này, nên mới có vết này đó. Cái ca này cuối cùng ra là gì? Cái ca này cuối cùng ra là gì? Cái ca này cuối cùng ra là bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do ruột bị chết, do ruột bị thắt nghẹt, do ruột bị thắt nghẹt. Rồi thành ra chiếu là cái list của bác sĩ Đại Đao luôn. Nãy ngu ra mở vô phải không thấy kiểu thắt nghẹt ruột. Mở phải vô đi thắt nghẹt ruột kìa. Chịu hết đấy anh, thôi đi. Có tiếng là không tiếng nè. Nhìn nè, bệnh nhân vẻ mặt rất là đừ. Bệnh nhân vẻ mặt rất là đừ. Hai móc mắt nó hỏng luôn. Nghĩa là bệnh nhân vừa mất tướng vừa chịu đập. Các nhìn chữ nó để lấy được gì? Sau này các em mà học lên lên rồi các em nhớ được này. Ở
dưới nó sẹp lép rồi, mình nó đâu có nhìn xuống được đâu, thấy không? Ở trên quay đầu lại hết cố gắng nữa nên bỏ bùa cắt. Nhưng các bài đồ này không có giảm, không có nhiều, không 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 thì biết ngoài đó cũng có là không cần phải là những cái chất lượng khác, em phải hiểu cái đó là